Khoảnh khắc gia đình hạnh phúc của Trương Mỹ Nhân và khiến Ngọc Hưng bên bé Bông Nơn nhận được sự quan tâm với nhiều người hâm mộ. Một thời gian dài, người đẹp Trương Mỹ Nhân dự kín việc mang bầu, sinh con. Phải đến khi bé Bông Nơn tròn 2 tuổi, Trương Mỹ Nhân mới công khai hình ảnh bé. Tuy nhiên, thời điểm mới công khai, cô cũng không nói gì về ba của em bé. Nhưng đến hiện tại, Trương Mỹ Nhân đã cởi mở hơn khi đăng ảnh bên phía Ngọc Hưng. Mới đây, cô cùng phía Ngọc Hưng chụp ảnh chung với nhau mà không có con gái. Cư dân mạng đều thích thú bình luận rằng hai vợ chồng đi ăn mà không đủ theo bầu nơ. Dekuma, bộ sản phẩm dành riêng cho da mụn. Dekuma, hết mụn viêm, hết thâm sẹo. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ống kính hậu trường. Trương Mỹ Nhân và phía Ngọc Hưng quen biết nhau khi cùng tham gia một chương trình du lịch tại Malaysia. Sau đó, cả hai tiếp tục xuất hiện trong chương trình Bản lĩnh ngôi sao. Đến tháng 7 năm 2022, Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng đồng loạt khoe ảnh bé Bonner để khoe trở thành bố mẹ biển. Đây cũng là động thái cặp đôi xác nhận đã hẹn hò sau thời gian dài chứng kiến. Trong một buổi phỏng vấn, Trương Mỹ Nhân cho biết cặp đôi đã có thời gian rạn nứt, dừng lại và không sống cùng nhưng rồi cho nhau cơ hội tái hợp vì con. Mỹ Nhân sinh năm 1995 tiết lộ Phí Ngọc Hưng là người rất hiền lành, yêu thương con và chăm chỉ làm việc. Bản thân Trương Mỹ Nhân được bác sĩ chẩn đoán khó có con nên ái nữ xuất hiện như một điều dự kỳ trong cuộc sống của cô. Đến hiện tại, Trương Mỹ Nhân chưa bao giờ hối hận về việc chọn sinh con gái vào 2 năm trước. Sau hơn 4 năm từ quen biết đến có con chung, Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng vẫn chưa tổ chức đám cưới. Nói về lý do, mẹ biển một con cho biết, cần phải suy nghĩ chín chắn về điều này thì mới nghĩ đến việc cưới nhau. Còn bây giờ tụi mình vẫn là gia đình, việc có kết hôn hay không còn phụ thuộc vào tương lai, cần một thời gian nữa. Còn phía Ngọc Hưng tiết lộ mong muốn sẽ có đám cưới vào một ngày nào đó. Hai đứa cũng cố gắng cho nhau cơ hội, vì bao nhơ, muốn con có cả bố lẫn mẹ. Hy vọng sau này chúng mình sẽ có một đám cưới. Mới đây cả hai lại được dịp tung ảnh mặc đồng ngủ chung với nhau. Có thể nói hai người đang rất hạnh phúc bên cạnh cô con gái đáng yêu của mình. Hy vọng một nhà ba người sẽ luôn thành công và hạnh phúc trong năm 2023 nha. Tình thế nó bị đảo lộn đó mọi người hiểu không? Ủng công con bé. Đồ miệng anh thẳng mà. Hậu tháng à? Bố Hưng rất là điệu, điệu dễ thương. Điệu dễ thương. Thôi. Cái đoạn này không có một cái chút gì để tôi khen bố Hưng hết nha. Đó, về xem lại đi, về xem lại đi. Người ta đâu có đau mà tại sao ông lại đau? Đau điệu mọi người là sợ. Thử thách lớn không? Khen nào, khen hay lên nhá. Khen mà không hay là không chấp nhận đâu. Thì đương nhiên là khen rồi, bởi vì là khi mà cái khoảnh khắc mà Hưng nhìn thấy Nhân mà... Thực ra lúc đấy Hưng cũng đứng cạnh, anh cũng ngồi cạnh gần em. Thì thấy là Nhân mặt Nhân là khá là sốt ruột. Khi mà thấy không thấy Bona làm gì cả thì bắt đầu mới chạy ra. Thì thấy là hai mẹ con rất là yêu. Trong cái đầu Hưng suy nghĩ thì lúc đấy là khoảnh khắc là Hưng là thực sự là rất là thấy đáng yêu thôi. Chứ còn để mà khen thì khen suốt được gì nữa. Khen suốt được gì nữa. Không thèm nghe gì luôn. Tôi thông báo rồi, không thèm nghe gì hết. Đừng có diễn xuất ở đây. Tôi không chấp nhận được. Thấy điệu. Không phải, mà bởi vì là cái quả trứng nó cứng quá. Khi mà Hưng đập vào đây này thì Hưng thấy là phần này nó đau. Thế là Hưng mới chuyển sang đập vào đây. Thì tại vậy sao anh vẫn đập vào phần này mà? Người ta đâu có đau mà tại sao ông lại đau? Thì đau điều mọi người là sợ. Thứ nhất là trứng vô tóc, không thể gội đầu được ở đây. Xấu trai. Thứ hai là sợ vô mặt đúng không? Không, ừ. Đau thật. Xong mới chuyển sang bên này bởi vì bên này của anh, phần bên này nó cứng. Mọi người nên biết tính của Hưng như thế nào cho nên là mọi người hãy tin cho đấy. Điều lắm. Bona là thừa hưởng hả? Gen nặng luôn, gen trội là từ đây này nha mọi người. Nhưng mà anh vẫn đập mà, anh vẫn đập ở đây ướt đây mà. Ok. Anh đập một quả trứng gà ta. Đâu? Nhỏ. Quá. Về xem lại đi, về xem lại đi. Anh thấy Winnie nhặt rất là sốt sắng, kiểu như là khi mà mọi người chưa nhặt được, các bé chưa nhặt được một quả trứng nào ấy, thì Winnie đã cầm về cho mình một rổ trứng rồi, khoảng tầm chục quả luôn đấy. Winnie chị cả mà, cho nên là những cái thử thách gọi là trong tầm tay của chị cả thì chị cả làm giỏi kinh khủng khiếp luôn. Cho nên là Bona cũng được hưởng ké. Có điều là cái phần đập quả trứng của ba Hưng làm... Thôi mọi người... Làm... Thôi mọi người... Tình thế nó bị đảo lộn đó mọi người hiểu không? Uổng công con bé. Đội mình vẫn thắng mà. Hậu tháng nè. Ừ, đội mình 8 quả mà. Phải không? Đúng. Okay. Xin lỗi tôi không khen.
cái đoạn này không có một cái chút gì để tôi khen bố Hưng hết nha. Tại vì bố Hưng không có một chút gọi là sự cống hiến cho một cống hiến mà môn nghệ thuật hài hước nào đây để cho mọi người xem, mọi người cảm thấy em xem nhiệt lại tình đi. Quá này kia nữa. Bố Hưng rất là điệu, khen cho một sự điệu đà dễ thương. Điệu dễ thương. Điệu dễ thương. Thôi. Theo anh thì anh, bởi vì là Hưng biết tính cả Nhân cả Muna luôn, là sợ cá nhưng mà không, Hưng không nghĩ là mà Nhân có thể bắt được một con cá, là Hưng rất là cảm thấy là rất là ngạc nhiên luôn. Thế là rất là ngạc nhiên luôn. Bởi vì bình thường bà ấy, bà ấy sợ những cái kiểu như là cá hay là những cái con mà trơn trơn hay những cái là bà ấy sợ. Nhưng mà tự nhiên hôm nay là thấy bắt được một con cá thì có lời khen cho Nhân. Có lời khen cho Nhân. Cảm ơn. Cảm ơn. Bắt giật một tay luôn. Một tay luôn, một tay bế Bona, một tay bắt luôn. Bế Bona một tay bắt giật rất nhanh luôn, em không nghĩ là nhanh đến như vậy. Bắt mấy lần mới được. Nhưng mà vẫn rất là nhanh. Mẹ anh cũng sợ cái bàn tay của mình khi bắt vào con vịt ấy, thì sẽ sợ là con vịt nó lau và nó sẽ bị một cái vấn đề nào đó, mình rất là sợ. Cho nên mình bắt nhưng mình vẫn phải làm sao một cách nhẹ nhàng thôi ấy. Anh sợ kiểu như con vịt ấy nó làm sao hay chẳng may nó lại có một vấn đề gì đấy. Mạnh quá thì bị gãy cổ đúng không? Nhưng thấy anh Xuân nghĩ giống như là ảnh bắt vịt thường xuyên hay quen sao? Quen rồi, trộn vịt nhiều, trộn vịt nhiều quá. Cấu rồi ấy, đánh mạnh lắm á, cấu rồi ấy. Trời ơi, nói chung là anh thấy ảnh giống như thân thắt bị bắt phát bắt chúng, bụp bụp bụp. Cho nên là mình hơi bị ấn tượng với ba ghẻ Xuân nghĩ. Ừ, anh cũng tưởng là anh bắt vịt nhiều rồi, thế anh cũng hỏi anh bắt vịt giỏi thế, anh bảo đây là lần đầu tiên của anh luôn. Thấy hả? Ừ. Thấy chưa? Anh thấy chưa? Học hỏi đi anh. Lần đầu thì mỗi tiên... người người ta có một cái tài. Anh thì anh tài bế Bona và bắt vịt. Đúng không? Biết đâu là anh nghĩ khi mà anh nghĩ bế một em bé như thế mà anh làm sao mà anh nghĩ bắt được, đúng không? Thôi cũng được mà bắt một tay nữa. Đúng vậy. Rồi. Cảm ơn vì là đã vẫn cảm khó. Ơn nhỉ. Ok, chịu khó ơn. Như thế, biết là nắng nôi như thế rồi mà trong khi đó là các người đàn ông ấy thì được đứng ở trong để dựng trại, chuẩn bị bữa BBQ buổi tối. Thì những người chị em phụ nữ là phải đi chơi và đi tìm những cái mật thư. Thì rất là thương. Thấy lúc ấy gặp thì thấy Bona mới Nhân đầu tóc bù xù, tóc ướt sũng. Bố Hưng rất là điệu. Bố Hưng rất là điệu. Điệu dễ thương. Điệu dễ thương. Thôi. Đón xem chương trình Thử thách lớn khôn mùa 2 sẽ được phát sóng vào lúc 19:30 tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube Điền Quân Kids bắt đầu từ ngày 25 tháng 11 năm 2022.